Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với channel của mình là Lộc Số Thiết Kế đây. Hôm nay Lộc sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Và ở tập trước Lộc đã làm được cái chỗ thu hoạch lúa tự động nè các bạn. Và mình cũng thay đổi cái này và gắn thêm cái hopper ấy để cho nó tự nhận đồ các bạn ơi. Và mình cũng lắp mấy cái máy lập này để cho cái cường độ điện nó không bị giảm các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ nhấn nút và cho nó tự thu hoạch nha. Búp. Yeah. Là một phát một là thu hoạch hết luôn ấy các bạn. Đó, cái này nó hơi lỗi là ở khúc đầu này nó kiểu như nước chan mạnh đó các bạn, nhiều khi nó dâng lên trên đấy, cho nên các bạn chỉ khó nhặt lại giúp mình nhá. Rồi như vậy xong rồi mới xíu thôi là nó tự thu hoạch này. Đấy. Rồi công việc tiếp theo là mình chịu khó trồng lại nhá, tại cái này mình không có biết cách để cho nó tự trồng lại các bạn ơi. Phải chịu khó trồng thủ công thôi, sau này nếu có cách để trồng tự động ấy thì mình sẽ làm cho các bạn xem nhá. Rồi ok, giờ thì trồng lại thôi các bạn. Ok, mình đã trồng lại xong rồi. Bây giờ mình sẽ làm một cái chỗ cho mấy bé gấu panda trong ngày hôm nay nha. Đấy, tại hôm qua ấy, thì mình có dẫn mấy bé về tới bên kia rồi. Đấy, cho nên hôm nay mình sẽ. No. Kẻ cướp dân làng, cảm ơn. Dạ ok, giờ mình sẽ lấy cái khiên ấy ra chiến đấu với bọn nó thôi. Hôm nay dám tìm tới nhà mình luôn, ghê đấy. Rồi, cái khiên đâu ta? Đây cái khiên đây, phải có khiên đánh mới được các ơi, tại vì nó cầm cây nỏ ấy cho nên rất là mạnh luôn. Mình có thể lấy nỏ bắn đâu mà. Ok, để mình lấy cái nỏ rồi đó. Hình như mình còn cái nỏ trong cái rương hay sao các bạn ơi. Cây nỏ ở đây ấy, mình có nỏ và mũi tên này ra xúc nó luôn các bạn. Này thì dám qua xâm chiếm này. Wow, ba tên luôn. Này thì bắn này bắn lộn không. Ui da. Bắn này. Không. Vậy mình được thành tổ rồi kìa. Giờ ai mới là cây cướp đây? Wow. Bắn ngay đầu luôn. Ui da. Bắn này. Cố lên các bạn ơi. Con cuối cùng. Yeah. Vậy là xong rồi. Chiến này thì chỉ có 3 con thôi các bạn à. Wow. Bắn nhiều người mình. Mấy mũi tên luôn. Mày ấy. Rồi ok, giờ mình sẽ bắt đầu xây dựng nha. Mình dự định sẽ xây cặp mé sông á các bạn. Xây gần đây nè. Nhưng mà không biết ổn không ta. Để mình nghĩ xem. Cũng cũng được á các bạn. Nhưng mà cây ấy thì chắc mình không chặt đâu, mình để cho nó tự nhiên nhất có thể luôn ấy. Cho nên mình sẽ đặt block xung quanh để cho mấy bé gấu đừng có đi ra ngoài thôi. Đó, đi đi vô lại. Nói chung mà dẫn mấy bé gấu thì khá mất thời gian á các bạn ơi. Tại vì mấy bé gấu đi rất là chậm luôn. Mà không sao đâu, mình đã dẫn về rồi. Và mình sẽ dùng mấy cái đá cội này. Mình sẽ dùng đá để đặt xung quanh các bạn. Mình sẽ chặn lại nha. Mình sẽ làm, cần phải làm thêm một ít cái tường đá các bạn. Tường đá đúng không? Tường đá cần đá cội này. Đó, mình kết hợp tường đá với đá cội nha. Mình sẽ, cũng như là một ít slab luôn các bạn. Mình nghĩ là cần slab á. Rồi đầu tiên thì mình sẽ đặt ok cảm ơn. Lúc đầu thì mình dự định sẽ dùng đá làm nguyên liệu chính ấy, nhưng mà mình thấy đá không hợp cho lắm cho nên mình sẽ chuyển sang dùng cái rổ gừng nha. Mình vừa chặt cái cây gỗ gừng ở đằng kia kìa. Đó, được một mớ gỗ rồi. Giờ mình sẽ dùng gỗ gừng để đặt xung quanh nha. Mình sẽ đặt thành kiểu như một hình hơi tròn tròn thôi các bạn à. Hình tròn thì mình không biết xây đâu. Nhưng mà mình sẽ làm cho nó hơi tròn tròn ấy. Rồi mình sẽ đặt xung quanh này. Đặt như vậy. Ở tạm thời thì đặt một ô trước thôi các bạn à. Một tí rồi mình sẽ chắc thêm block ấy để cho mấy bé gấu đừng có đi ra nữa. Cái này thì hơi thẳng quá này. Vậy là phải cho nó ra phía sau xí các bạn. Sẽ cho nó ra sau một chút. Đó. Rồi đi tiếp. Rồi sau đó thì đi ra đây luôn. Đấy. Búp búp rồi đi trở lại. Mình sẽ làm cái chỗ này nó hơi bự bự xíu các bạn ơi. Đấy, để cho mấy bé gấu dễ dàng di chuyển ấy, ở phía trong ấy. Đó, mình sẽ làm gần gần cái hồ này này, mình thấy cái hồ cũng khá là đẹp luôn các bạn. Rồi, đấy, hôm nay xây một chỗ bự cho mấy bé luôn. Mình sẽ ôm qua cái cây này. Ôi có vẻ gỗ mình như mình không đủ đâu các bạn ơi. Tại nãy mình chặt có một cây à. Qua đây rồi. Để mình xem lại nào. Wow, hơi bự bự luôn nha. Kệ các bạn, bự cho mấy bé gấu di chuyển trong đã luôn. Đấy, mình xây xong cái vòng xung quanh ấy rồi mình làm ở phía trong một ít cái chỗ cho mấy bé gấu kiểu như chơi đùa các bạn.
Rồi mình sẽ đi qua đây này. Búp búp. Đó. Rồi, làm kiểu chắc block ngẫu nhiên thôi. Đó, cái dòng khá bự luôn. Rồi, mình sẽ qua bên đây xíu đi. Có vẻ mình gần không đủ gỗ rồi đấy. À, mình có thể cho nó dính vô cái nhà mình cũng được ấy. Để mỗi khi mình chế tạo ở phía trong các bạn, mình còn thấy mấy bé gấu ở ngoài nữa. Đó, rồi. Vậy là hợp lý cái này. Yeah, ăn vô cái đã. Rồi, ăn vô. Nhâm 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 nhâm. Đó, các bạn nói là cái bé gấu này khi hắt xì các bạn, đó, sẽ gơi ra cái bóng xì lam, nhưng mà sớm giờ mình chưa thấy bé hắt xì lần nào hết đây. Không biết nó có hắt xì không nữa. Thôi kệ đi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ nói qua phía bên đây của cái nhà mình nha. Để coi nói được không nha. Mình sẽ nói vô cái cây này trước đi. Rồi, từ cái cây này mới nói vô nhà mình nha các bạn. Búp. Búp và búp. Yeah, rồi, vậy là xong rồi đó. Đấy. Cái cây này chắc mình chặt đi. Đây, cây này mình thấy không đẹp cho lắm này. Ui ui. Đó. Yeah. Rồi. Ui ui. Wow. Ui ui, đi vô vô. Chưa hết mấy bé gấu đã muốn đi ra ngoài rồi. Đi vô đi. Vô đi. Rồi. Đó. Bây giờ mình sẽ lạc một ít cái block lên trên các bạn, để cho mấy bé gấu đừng có chui ra ngoài nữa. Mình sẽ đặt lên đây. Ui ui, nhầm nhầm. Đấy, cứ xen kẽ một ô thì mình trồng lên thêm các bạn. Tại vì bé gấu, cái hitbox bé gấu hình như là hai block mới đi qua hay sao ấy. Đó, cho nên mình chỉ cần trồng block lên cao như vậy là bé gấu không đi ra được rồi. Rồi, sẽ làm tương tự ở xung quanh này luôn nhá. Rồi, ok, mình đã đặt thêm một ít cái tường đá cũng như là slab ở phía trên các bạn. Ngoài ra thì mình sẽ đặt thêm một ít cái đèn lồng ở xung quanh chỗ này này để thắp sáng các bạn. Mà đến xí nữa rồi mình chế tạo nha. Bây giờ mình sẽ trang trí ở phía trong là một cái kiểu như cái hồ nhỏ nhỏ các bạn. Rồi mình kiếm cái xô mình bắt mấy con cá để vào cho mấy bé gấu ngồi chơi nha các bạn. Mình sẽ làm một cái hồ ngay tại đây này. Mình sẽ dùng cái xẻng để đào ra. Cái hồ thì cũng không cần quá bự đâu. Đấy, mình sẽ đào ra một xíu đi. Đi đào ra cái đã. Rồi. Đấy, đào sâu sâu xuống luôn các bạn. Không biết cái hồ như vậy được chưa ta. Cái gì có nhỏ quá không các bạn, hay là mình cho bự ra xíu nha. Rồi, mình nghĩ như vậy là được rồi này. Đấy. Rồi, tiếp theo là mình sẽ đổ nước vào bên trong nha các bạn. Ok các bạn ơi, mình đã đổ nước xong rồi này. Tiếp theo mình sẽ trồng ít tre vô phía trong nha. Tre thì mình để trong cái rương này. Tại vì hôm bữa mình có lấy rất là nhiều tre từ đợt mà dắt với gấu dễ các bạn. Cho nên bây giờ mình có thể dùng tre làm cái que luôn ấy. Đấy, rất là thoải mái luôn. Mình sẽ trồng ít ở đây đi, trồng xung quanh luôn các bạn. Để khi nào nó lớn được thì... Đó, mấy bữa nay lớn rồi này. Yeah. Mình có cách nào để tre nó không có phát triển không các bạn? Tại vì mình thích tre kiểu như vậy nè, nó thấp thấp luôn các bạn à. Cao quá nhìn cũng hơi kỳ ấy. Đó, mình sẽ trồng ít đi. Đói. Rồi, sẽ trồng xung quanh luôn. Rồi sau đó mình sẽ làm cái chỗ kiểu như cái bập bên đó các bạn. Hoặc là cái cầu thang cũng được để cho mấy bé gấu lâu lâu rồi chạy ở phía trong ấy. Mình sẽ làm ở ngay tại đây này. Cái đó chắc làm bằng gỗ nha các bạn. Ok, mình đã chế tạo thêm một ít cái cầu thang và slab gỗ rồi. Bây giờ mình sẽ làm một cái đường đi cho mấy bé gấu ở phía trong này nha. Để cho mấy bé lâu lâu còn đi lên chơi nữa các bạn. Mình sẽ đặt như vậy này. Rồi, một slab ở phía trên. Không biết bé gấu có đi lên được không ta. Mình nghĩ mình sẽ giờ cho thấp xuống các bạn để bé gấu dễ đi ơi. Đó. Rồi, đặt ở đây. Yeah, ở đây ra một ô nữa đi. Đó. Đấy, mình thấy cũng ok đấy. Nếu cái này đổi thành để gì thôi đi. Đó, rồi mình sẽ đặt lên thêm như vậy. Ui, đi ra bé gấu ơi. Có vẻ mấy bé gấu cũng khá thích chỗ này các bạn kìa. Lại chỗ mấy cây tre kìa. Đó, bây giờ chắc mình sẽ vô trong ngủ rồi đó các bạn. Rồi, ok, mình đã làm xong rồi nè. Hy vọng mấy bé gấu sẽ thích cái đường đi này các bạn. Cứ như lâu lâu đi lên đây nè. Đó, ngồi đây chơi cũng được. Rồi, mấy cái tre này mình thấy cũng khá hay các bạn ơi. Mình có thể bắt cua luôn. Đó.
Ui rồi nói khi nào rảnh mình vô đây mình tập bắt cua cũng được các bạn. Rồi vậy là xong chỗ ở cho mấy bé gấu rồi. Để mình xem coi còn trang trí cái gì nữa không ta. Heo trèo cây à. Oh my god, bé heo trèo cây kìa các bạn ơi. Hay nhờ. Wow. Heo trèo cây kìa các bạn. Ok, giờ mình sẽ cắt đồ rồi làm công việc tiếp theo nha các bạn. Rồi nếu các bạn muốn mình trang trí gì thêm ở phía trong này, đừng quên comment phía dưới nha. Rồi tập sau mình sẽ trang trí thêm các bạn. Hiện tại thì mình chỉ trang trí như vậy thôi nha. Ok, giờ thì mình sẽ cắt đồ nha. Ok các bạn, mình đã cắt đồ xong rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau chế tạo một cái lò nung siêu tốc mới nha. Đó, đây là công thức này. Đấy. Búp. Yeah, mình được một cái lò luyện kim rồi. Lò luyện kim thì mình sẽ tạm thời đặt ở đây nha bạn. Đặt ở đây. Tiếp theo là một cái lò để nấu thức ăn ấy. Để mình thử coi công thức như thế nào nhá. Dày. Nhầm 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 gỗ mới đúng. Dày, 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 dày. Đó, được một cái lò hun khói này. Mình sẽ đặt ở đây. Và ở chính giữa mình sẽ đặt cái lò nung bình thường các bạn. Tại vì nhiều khi mình cần nung mấy mấy vật phẩm khác ngoài khoáng sản và than ấy. Ủa và thức ăn ấy. Đó. Ui. Đó. Bé gấu panda mới lộn nhào kìa các bạn. Wow. Chưa chưa để mình nhìn chút coi coi bé gấu panda còn có nhào một cái nữa không các bạn. Ui nãy mình mới thấy nhào một vòng luôn các bạn ơi. Chắc có vẻ hết nhào rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ nâng cấp cái nhà luôn nha, tại vì ở trên các bạn khá là trống này, mình muốn tận dụng ở phía trên làm cái kho mini ấy. Và bây giờ mình sẽ ốp lại phía trên nè. Để mình coi coi có nhảy không đã. Nãy mới thấy nhà nhà một vòng luôn. Thôi kệ đi, giờ mình sẽ nâng cấp cái nhà trước cái đã. Mình sẽ ốp phía trên bằng gỗ gỗ băng sam, gỗ sồi nha. Tại vì gỗ sồi bây giờ mình hết rồi các bạn ơi. Đó, bây giờ mình còn có mấy cái slab thôi. Chắc mình sẽ dùng gỗ băng sam nha. Rồi bây giờ mình sẽ đổi ra một ít cái slab gỗ vân sam này rồi mình ốp phía trên đó các bạn. Rồi giờ đã ốp phía trên, ốp ngay đây nha. Ốp các bạn chú lưu ý là nên ốp slab nửa trên nha các bạn. Tại vì nửa trên thì mình còn có thể đặt mấy block ở phía trên để trang trí nữa. Đó, mình sẽ ra tầm 3 ô thôi các bạn ơi. Một à, một ô nữa. Rồi ở đây mình sẽ đặt một cái hàng rào. Ờ không, cái cầu thang chứ. Cầu thang dây ấy. Cầu thang dây hay là dùng cái để mình thử dùng cái dàn giáo thử nha. Không biết đặt như vậy có hợp lý không nữa. Nhưng mà tạm thời mình thử dùng dàn giáo trước đi bạn. Có vẻ được ấy. Dàn giáo mình sẽ đặt như vậy này. Đó. Cũng được đấy các bạn ơi. Đó. Rồi mình sẽ đặt một block ở trên đây. Ui da. Đấy. Dùm đi lên. Rồi nhảy lên đây. Wow, nhưng mà ở đây thì nó hơi kỳ này. Ok, tạm thời không dùng dàn giáo ngay vị trí nào các bạn. Vị trí này hơi xấu ấy. Thôi mình sẽ trả lại cái lớp gỗ bình thường đi. Đó, mình sẽ dùng cái cầu thang đi lên thôi các bạn ơi. Cầu thang dây này. Cái thang dây ấy. Đó, mình sẽ bắt lên vậy. Rồi. Đó, ở phía trên này mình sẽ làm một cái kho nha. Mình sẽ đặt mấy cái rương lên đây. Tương tự với phòng bên đây luôn, mình muốn tận dụng ở hai bên luôn á các bạn. Rồi, giờ thì up lại thôi. Ok các bạn ơi, ở phía rìa này này mình sẽ ốp cái hàng rào gỗ vân sam vô nha, để mình nhiều khi mình đi mình không chọt chân té các bạn. Rồi mình sẽ đi xuống bằng đường này. Đó. Cũng hợp lý đấy. Đấy. Có cái gác ở phía trên luôn ấy các bạn. Bây giờ mình sẽ chế tạo một ít cái rương để đặt trên đây này. Hay là các bạn muốn cái trên đây mình làm một cái chỗ ngủ nữa các bạn. Mình sẽ dời cái chỗ này lên trên đây. Ok cũng được ấy, ngủ trên gác. Được không ta? Để mình xem nào. Nếu đặt ở đây thì mình sợ mình ngủ mình sẽ bị kẹt vô đây các bạn ơi, tại ở đây nó hơi chật này. Thôi. Đặt cái giường ở dưới cho lành các bạn ơi. Rồi, đặt giường ở đây. Đó, tạm thời thì mình sẽ làm ở trên làm cái gác nha. Để chứa đồ các bạn. Thì mình sẽ làm thật là nhiều rương để đặt ở phía trên này. Đó, 8 cái rương đi. Rồi được cái 8 cái rương thì mình sẽ đặt cái này là số lẻ rồi. Đó, đặt gì? Ui. Bé gấu panda baby ấy, hát xì kìa các bạn. Đó, mình sẽ đặt ở đây một hàng nữa này. Đặt như vậy. Đó, như vậy là mình được tới 6 cái rương to luôn đó bạn ơi. Quá là tiết kiệm luôn. Giờ mình sẽ làm thêm một ít cái rồi đặt ở phía trên nha.
Ok cảm ơn, sẵn tiện mình còn ít sắt này, giờ mình sẽ làm thêm ít cái lò hun khói cũng như là cái lò luyện kim nè các bạn. Đấy, để làm cái gác bên đây làm cái chỗ nấu đồ nha, tạm thời thôi các bạn ơi. Sau này mình sẽ lại xây một ngôi nhà riêng. Rồi, bây giờ mình sẽ làm thêm ít cái lò nung. À, mình thiếu cái lò nung. Làm thêm ít cái lò nung đi. Đó, 5 cái. Rồi, đặt như vậy. Đá nhẵn ở phía dưới này và sắt ở phía trên. Đó, mình làm tầm 3 cái nữa. Ờ, thiếu rồi. Rồi. Ở đây được 3 cái này, như là mình cần thêm một cái lò hun khói đúng không? Lò hun khói đây. Rồi, xong. Đấy, đặt phía trên này cái chỗ nấu đồ ấy bạn. À, cái này là 3 cái, hợp lý luôn. Ừ, cái này là 1 2 3. Đó, và ở trên là cái lò hun khói nha. 1 2 3. Quá hợp lý luôn. Ở đây thì mình sẽ đặt một ít cái rương này để chứa đồ các bạn. Nấu xong cũng phải có chỗ để chứa nữa đúng không? Ừ, mình sẽ chứa đồ ở ngay đây đi. Đó. Rồi, vậy là hợp lý này. Ở đây nếu có thể thì mình sẽ đặt một cái giá máng đồ các bạn. Mà hình như công thức nó cần cái phiến thì phải. Để mình xem nào. Mình sẽ lấy thêm ít que. Rồi, đổi ra. Đó, các bạn để hai cái cây tre này sẽ làm được một cây que. Đó. Tre thì mình không thiếu đâu các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ làm một cái giá để đồ đây. Giá để giáp các bạn. Mình sẽ máng cái bộ giáp đầu tiên của mình vô nha. Ồ, bộ giáp này hôm bữa bị mấy con zumba dưới nước này nó quánh mình cái muốn hư cái nón luôn này. Cái nón còn 4 độ bền thôi. Giờ mình sẽ đặt cái áo giáp ngay tại đây. Đó, và máng lên. 1, 2, 3, 4. Rồi, máng vô. Vậy là xong rồi. Đó, hôm nay chúng ta đã nâng cấp được ngôi nhà của mình. Và ở thời gian sắp tới mình sẽ xây cái chỗ nhà kho riêng và cái chỗ nấu đồ riêng các bạn ơi, chứ không để chung một ngôi nhà nhỏ gì đâu. Ok, như vậy việc nâng cấp nhà đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ dọn mấy thứ linh tinh tinh rồi mình bắt đầu công việc tiếp theo nha các bạn. Ok cảm ơn, ở tập trước thì mình có tìm được một cái bản đồ kho báu bị chôn vùi ở cái tàn tích dưới nước đây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá cái bản đồ này để tìm xem coi cái kho báu này có gì nha. Hiện tại thì mình cần phải đi di chuyển về hướng đông ấy các bạn. Hướng đông là hướng này. Ok, giờ mình sẽ đi thẳng về hướng này nha. Không biết cái kho báu này có cái kim cương không nhỉ? Tại vì mình thấy trong kho báu vẫn tìm được kim cương ấy các bạn ơi. Ồ, ở đây có cái hang luôn này. Wow. Ok, giờ mình phải băng qua cái khu rừng này mới tới cái biển hay sao ấy các bạn. Ok, giờ đi thôi. Ồ, ở đây nguyên cái rừng tre này. Wow, vô rừng tre thì hơi khó đi các bạn. Nó bị dướng. Rồi, đi thôi. Wow. Ở đây có cái con sông khá là đẹp luôn các bạn ơi. Ồ, chỗ này xây nhà thì lý tưởng luôn ấy. Rồi, giờ đi tiếp thôi. Ủa, sao nó lại đi lệch về hướng phía dưới nhờ? Để mình đi xíu nữa coi. Để coi nó có mở chưa nha các bạn. Wow. Khó hiểu nha. Ở đây có cái bông nè. Wow, mình sẽ lấy về các bạn. Mấy cái bông hai block thì mình có thể nhân giống ra bằng cái bột xương á. Cho nên mình gặp thì mình cứ lấy thôi. Rồi, cầm lại. Rồi, đi tiếp. Mình đâu có đi về hướng nam đâu nhờ. Ủa, cái này là hướng nam nè các bạn. Cái này là hướng nam. Ủa, cái đó sai các bạn ơi. Cái này đi hướng đông mình đi đúng hướng mà ta. Ủa kỳ thế nhờ. Đây nè nè nè, nó mở nè. Ồ, cha chỗ này cũng khá là xa chỗ mình ở đó các bạn. Đi nãy giờ bây giờ mới mở ấy. Wow. Ok, giờ đi xíu nữa. Ủa, tính ra cái rừng của mình ấy cũng không. Oh my god. lọt hố. Dạ, ăn vô cái đã. Đi nãy giờ hết thức ăn luôn á các bạn ơi. Có cacao này. Ok, được ấy. Giờ mình sẽ lấy cacao về có gì trồng mấy bạn. Rồi, lấy ra. Đó, được 3 hạt, giờ trồng lại đi. Rồi. Đi tiếp thôi. Đi chút nữa coi nó có mở chưa nha các bạn. Wow. Vậy là gặp đây có cái biển hay sao này. Đúng không nhờ? Hay là cái không có trên bờ các bạn. À không, ở cái này là gần biển các bạn. Ở phía trước là một con sông, kìa, qua con sông thì chúng ta sẽ tới cái kho báu rồi. Ở đây có mấy cái bông nè. Bông linh lan các bạn. Ok, chắc mình sẽ lấy về, có gì chút nữa về thì mình sẽ làm súp bất ngờ cho bạn xem nha. Rồi mình ăn luôn. Rồi, lấy thật là nhiều nè.
Ồ, mấy bông này cũng khá lạ với mình luôn á. Ok, đi tiếp. Mở chưa ta? Ô, gần lắm rồi các bạn ơi. Qua con sông này là tới này. Về. Rồi. Ồ, ở đây có bông màu đỏ này. Ô, cái bông này các bạn nhìn xa cứ tưởng trái cà rốt cái gì? Cái cà chua các bạn. Ok, mình đã lại gần cái kho báu luôn rồi này. Vậy là mình cần phải đi tới một xíu nữa. Ngay đây. Đúng không ta? Ngay đây, rồi. Ở đây thì mình sẽ đào thẳng xuống nha. Cái này cũng khá sâu nè. Tới đá luôn á. Wow. Là mình cần phải đào mấy cái chỗ sỏi này ra trước các bạn để cho dễ. Đó, đào ra. Ui, hết oxy, hết oxy. No 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 no. Ủa mình ngay dấu chấm mà ta. Ok, để mình thử xuống đây lần nữa coi. Vậy là chắc nó nằm ở dưới đá hay sao các bạn ơi? Ở đây 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 nè, đây nè. Vậy mà nãy mình nhìn không ra. Được cái trái tim biển cả kìa. Rồi, giờ xuống lướt cái rương này luôn. Chắc mình đập luôn các bạn cho nhanh các bạn ơi. Rồi, một phát một là ăn hết luôn. Vậy là mình được một trái tim biển cả này, 7 emerald, 10 vàng. Cũng ok đấy. Rồi bây giờ chắc mình sẽ đi lên quanh đây coi còn cái thuyền nào không nha bạn, để tìm thêm mấy cái bản đồ kho báu ấy. Rồi, giờ mình sẽ chế tạo một cái thuyền ngay tại đây nhưng mà mình không có gỗ. Ok, chặt gỗ đi. Đó, như đây là đủ này. Mình sẽ làm một hàng chế tạo trước. Kiểu như nó lót map hơi lát cảm ơi. Mình bấm bàn chế tạo mà không ra công thức này. What? Được rồi nè. Game nó hơi bị delay các bạn ơi. Delay kinh luôn ấy. Giờ mình sẽ làm một cái thuyền để đi ra biển các bạn. Rồi, giờ đi thôi. Mình có đem theo cái cửa này cho nên lấy oxy cũng khá là dễ các bạn. Để mình nhìn xung quanh đây coi còn cái thuyền này không nha. Ở dưới có cái công trình rồi. Cái tàn tích dưới nước các bạn. Khá là bự luôn. Wow. Ngoài ra ở dưới còn có cái ravine nữa chứ. Mấy con zombie ở dưới nước luôn kìa. Wow, ok, giờ xuống luôn. Đấy, làm gì phải sợ mấy con này đúng không? Để mình coi có con nào cầm đinh ba không đã. Nó cầm cần câu. Nó không cầm đinh ba nhưng mà cầm cần câu các bạn. Quýnh luôn. Các bạn nói là mấy con không cầm ấy thì vẫn có tỷ lệ gơi ra cây đinh ba nha các bạn. Và độ bền thì nó sẽ cao hơn mấy con mà cầm đinh ba ấy. Cho nên mình thử đánh mấy con này luôn đi, biết đâu lại may mắn ra được thì sao đúng không? Gơi ra dạng luôn kìa. Rồi, đánh mày nè. Đánh mày nè. Hiện tại thì mình chưa có enchant được cái kiếm các bạn ơi. Mình mất hết level rồi. Cho nên phải gán farm level lại rồi chúng ta enchant cái kiếm lên đây. Đánh nó mới mạnh được các bạn ơi. Thì mình sẽ đánh nốt ba con này còn lại này nha. Hy vọng hy vọng thôi sẽ gơi ra cây đinh ba chứ mình nghĩ sẽ không đâu. Vì kiếm thẩm có dòng nhạc ấy. Ui, có con cầm đinh ba. No 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 no. Phải cầm cái khiên trước các bạn. Có con cầm đinh ba là phải cầm 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 khiên ấy. Chặn liền. Thấy nó phóng là chặn liền các bạn. Chặn. Quýnh mày nè. Quýnh nè. Đó. Đánh một cái là chặn liền nha các bạn. Ui, hết oxy. Mày có cái khiên mà không biết chịu nổi không nữa. Ui, chặn chặn. Quýnh nè. Mình quýnh được hai cái rồi. Cố lên một hit nữa thôi. Ui. À không. Nó chết nó cầm cây đinh ba các bạn. Mình cứ tưởng ngươi ra cây đinh ba không chứ. Làm bằng hộp rồi. Oh my god. Cứ tưởng gơ ra cây đinh ba không mà. Mà thôi kệ đi. Mình mặc đồ sắt mà cũng đánh đau lắm các bạn ơi. Wow, giờ mình sẽ loot cái rương này coi có gì nha. Cái giáp ấy các bạn. Cái này không biết lấy về được không nữa. Mà thôi đi. Giờ mình đập nó sẽ bể các bạn ơi. Giờ mình sẽ coi trong đây có cái gì nha. Mình có cái cửa này mình sẽ lấy cái cửa mình đặt ra luôn á các bạn để hồi oxy luôn. Than này được ấy. Than thì lấy về thôi các bạn. Than làm đuốc nè. Game mình kiểu như mình đi xa các bạn ơi, nó hơi bị delay ấy, lót lâu cực ấy. Để vô đây coi còn gì không nào. No 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 no. Thì mình sẽ đặt cái cửa xuống nha.
Ở đây thì có thể hơi tối, các bạn thông cảm giúp mình nha. À, giờ mình sẽ tìm cái rương nè. Cái rương... Hả? Ở đây không có rương à? Ngộ nha. Ở đây đây đây, cái rương đây. Cái mấy cái rương này toàn là lúa với... Lúa với cái đồ da thôi các bạn ơi. Wow. Được đấy, được đấy. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ lặn xuống sâu dưới này nè. Tại dưới này còn luôn đó các bạn. Nó spawn dưới cái ravine dưới luôn đó các bạn. Rồi, giờ mình sẽ đặt ra. Búp. Lấy cái... Mình nghe tiếng gì á. Mở ra. Nhữ hai luôn. Được đấy, được đấy. Rồi, giờ mình sẽ lấy cái cửa lại. Để xem trong đây coi có gì không nhá. Ở đây là tầng như ta, tầng 40 mấy hả các bạn ơi. Mình nghĩ không có kim cương đâu. Ok, chắc giờ đi lên thôi. Ở đây hết oxy các bạn. Trời cũng tối thui rồi. Đã bay kìa. Ok, chắc bây giờ mình sẽ quay về nhà nhá. Tại vì trời đang tối các bạn. Ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình quay trở về nhà nhá. Ok, bây giờ mình sẽ chế tạo thêm ít cái đèn lồng để trang trí cho mấy bé gấu trúc nha các bạn. Giờ mình sẽ dùng cây đuốc này. Đuốc thì mình cần phải chế tạo rồi. Đặt như vậy. Đó, được một đống luôn. Giờ mình sẽ đổi cái sắt ra các bạn. Sắt ra cái hạt sắt này rồi mình mới làm được cái đèn lồng ấy. Rồi, bỏ quanh qua. Đó, được 6 cái luôn. Giờ mình sẽ đặt trên mấy cái khối gỗ nè các bạn. Hoặc là ở trên cái cục này cũng được này. Đó. Đặt xung quanh luôn. Đặt ở đây. Ủa sao chui ra được à? Ủa sao mấy bé chui ra được ta? Chưa, để mình đặt hết luôn các bạn. Ủa sao kỹ từ nhờ? Ủa mình bao quanh lại hết rồi mà. Ủa sao còn chui ra được nhỉ? Mình sẽ đặt ở đây một cái nữa. Ủa kỳ nhờ. Wow, căng nha. Giờ mình sẽ dụ mấy bé vô lại các bạn ơi. Làm một hồi cái mấy bé gấu trúc đi ra hồi nào không hay luôn chứ. Rồi, giờ mình sẽ lấy tre này để dụ vô. Vô. Ok các bạn, như vậy trong ngày hôm nay thì Lộc đã làm cho mấy bé gấu panda một nơi ở mới rồi. Đấy, và cũng nâng cấp cái ngôi nhà mình lên và tìm được kho báu bị chôn vùi. Và ở tập sau nếu các bạn muốn Lộc khám phá hay là muốn trang trí thêm cái khu này thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo. Bye bye.